Chắc đó năm 45, nay có nạn bên phía 2015. Người người nhà nhà rủ nhau đi tắm, nước nước hân hoa như đi hội ngày rằm. Hội thi phổ đồng có trời đông đến vậy, vừa tới leo ra thì thao kết hợp hết sảy. Già trẻ gái trai từ mét 3 mét 7, đưa nhận thì đâu vài chục nghìn người chứ mấy. Ê anh này, nào anh kia, có muốn nhập hội với tôi không? Đám trai mình nào chúng ta kéo quân đi dọc bờ sông, nước không đủ ướt thì mình cùng tạo sóng. Ai nhìn kia em bikini màu hồng, dìm em nó xuống đừng để lô cốt hồng. Phối tập tác chiến cùng tấn công hội đồng. Ôi cho tôi nhớ đến Hồ Xuân Hương, thân con gái khác gì bánh trôi nước. Bánh trôi bơi nước trắng trong như ngọc ước, nữ nhiệt bơi về tìm tái thế mà thương. Ở cơm mà nắng thì đi đâu chơi, bể bơi free thì làm sao mà không tới. Cũng biết là đông nhưng lại biết là đông vậy, cứ nghĩ là vui nhưng lại biết là xui vậy. Trách ai đây, trách ai đây, trách tôi tham mà ông thiếu năng lực. Check ai đây, check ai đây, check bạn nam hay bạn nữ thiếu ý thức. Một vé free cho những người thiếu lý trí, một vé xấu xí cho người dân đến quản lý. Kể cả đi chơi thì giờ cũng phải nghĩ, kể cả free thì phải tính cho kỹ.